Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai mẫu dầu con ngó xanh của con ngó nha các bạn. Mẫu bên trái của mình là mẫu đang cầm bên trái là 36ml, chai lớn nha các bạn, còn chai nhỏ là 24ml. Hàng này hàng độc quyền tại Mỹ nha các bạn, thị trường Mỹ. Thì hiện tại dầu xanh con ngó được sản hãng của Mỹ sản xuất tại Singapore, xuất qua 38 nước, trong đó chỉ có thị trường Mỹ là có hai nắp nha các bạn, hai nắp. Còn các thị trường khác trong đó 30 thì nó có chỉ có một nắp thôi. Một nắp bặn thôi. Ưu tiên thị trường Mỹ hay có hai nắp, do thị trường Mỹ yêu cầu chất lượng cao nha các bạn. Hai nắp khi mình vặn về nó không có ra đâu, khi đó mình muốn vặn mình phải chặn xuống vặn ra. Thì ở đây mình sẽ quay cho các bạn xem nè, hàng được sản xuất tại Singapore nên nó ghi là model Borden Singapore nha các bạn. Xuất qua thị trường Mỹ thì mới có hai nắp, còn các 38 nước trong đó chỉ có Mỹ có hai nắp, còn các nước khác là có một nắp. Còn đây mình sẽ quay hộp ra phía sau cho các bạn xem. Thì hàng này hàng chính hãng, mình nhập từ công ty chính hãng nha các bạn, nên nó sẽ có một ô vuông chống hàng giả, trong đó có chữ Engerban. Nhìn thẳng thì có hình con ngó nha các bạn. Bên này cũng vậy, chai 24ml cũng vậy, nó cũng có chữ trong này nha các bạn, chữ Engerban, và có nhìn thẳng có hình con ngó này nha các bạn. Hàng được mới nhập về nên hàng sử dụng tới 2026 luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Shop cam kết với các bạn là đúng hàng chính hãng nha các bạn.